Hãy đồng hành xin đón chào tất cả mọi người đang đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chương trình Khẩu vị ngôi sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Hãy sẵn sàng với những món ăn ngon, bên cạnh đó là sự xuất hiện của một cô nàng ca sĩ rất đáng yêu, dễ thương. Trời ơi, cô đẹp mà cô hát hay lắm quý vị ạ. Và gần đây đã có rất nhiều ca khúc hit được cô ấy giới thiệu với quý vị khán giả. Chờ đợi xem ngày hôm nay cô có hát tặng mình đoạn nào không nghe. Đó chính là ca sĩ Liz Kim Cương. Trời ơi, thiên thần, thiên thần. Xin chào đón thiên thần à, Giáng Trận. Xin chào tất cả khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay ạ. Mình là Liz Kim Cương. Đó. Em chào anh. Trời ơi, quý vị thấy không? Hai anh em đứng kế bên nhau, một bên như viên kim cương, còn bên như cục than đen vậy đó. Không sao hết. Cục than có tác dụng là để nung nấu lên, tăng cái nhiệt độ cho căn phòng này lên để cho món ăn nó ngon hơn. Em tưởng là anh bảo là nung lên là nung đốt kim cương luôn. Không bao giờ, kim cương là không có cắt được luôn mà. Cứng lắm, quý lắm, quý lắm cơ. Nên ngày hôm nay làm sao làm cho viên kim cương này hài lòng, vui lên là được. Hôm nay là em là người được phục vụ ạ. Em là thượng hạng của tụi anh. Dạ, xin mời quý khách vào phòng khách. Dạ vâng. Bước em tới nên làm lại tường, sơn lại tường màu tím cho nó nữ tính lên, cho nó hợp với công chúa. Màu tím mộng mơ hả? Nhưng mà em không thích màu tím. Ủa em thích màu gì? Em thích màu xanh min. Xanh. Màu xanh xanh xanh. À xanh min. Dạ. À, giống như màu áo em đang mặc. Đúng rồi. Rất là tươi trẻ ha, mát mẻ nữa. Nè, bây giờ hãy sẵn sàng để khai thác một chút xíu thông tin đi. Về gu ăn uống á thì làm sao để có thể giữ được một làn da lúc nào cũng căng tròn láng mịn giống như em vậy? Bí quyết để mà da đẹp thì em nghĩ là trước giờ thì em hay ăn hoa quả rất là nhiều. Tức là em ăn có thể ăn là nhiều hơn cả cái lượng cơm mà em ăn vào người nữa. Tức là mỗi lần em ăn hoa quả em có thể ăn cả ký. Hay quá. Rồi, xin mời quý khách đặt hàng đồ ăn đi ạ. À. Ở đây có hai phiếu. Quý khách cứ chốt đơn hai món ăn mà quý khách cảm thấy là muốn được thưởng thức ngày hôm nay, mà thậm chí là có trai đẹp tới đây nấu cho em ăn nữa, nên cứ đặt hàng thoải mái. Thèm cái gì là cứ ghi vô. Em thì toàn ăn mấy cái món nó đơn giản không ạ? Chứ không có món nào phức tạp cả. Rồi, cảm ơn Liz. Và bây giờ xin mời khách mời đặc biệt của chúng tôi cùng với quý vị khán giả chào đón hai bạn fan hâm mộ ngày hôm nay đến đây trở thành những siêu đầu bếp. Đó chính là hai bạn Đình Tài và Đình Tam. Xin mời. Tên hay vậy ta, Đình Tài và Đình Tam. Ồ, Đình Tài, Đình Tam. Trời, đẹp trai quá. Mời xuống chơi em. À, chào bạn. Chào anh ạ. Chào, chào các nhà. Dạ. Rồi, chào hai bạn. Dạ. Trời ơi, đây, thần tượng mình đây, Liz Kim Cương đây. Đó, đây, hai bạn trẻ bữa nay cũng đẹp quá trời. Coi như bữa nay em celeb dế rồi. Trời ơi, khách mời đẹp, đầu bếp đẹp. Trời ơi, tuổi thân. Thôi giới thiệu đi em. Em, giới thiệu trước nè. Em là Đình Tài, năm nay em 24 tuổi. Em hiện đang là một huấn luyện viên cá nhân và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Huấn luyện viên cá nhân là PT á hả? Dạ, đúng rồi. Là thấy hình á. Dạ. Chi body đẹp quá trời. Đúng như cứng ngắc em ơi. Thần tượng quá. Ngưỡng mộ quá. Mời em. Dạ, em là Đình Tam, 21 tuổi, hiện đang là diễn viên. Xem tuổi nhau, hai anh em phải không? Đẹp trai quá, giống nhau quá. Dạ, lại còn tên nhau lại còn hơi giống giống nhau nữa chứ. Này trùng hợp thôi. Ủa trùng hợp á hả? Dạ. Không ngờ bữa nay anh em mình cũng có vô đội hình hợp với nhau á. Nhưng mà là đối thủ nghe. Cho hết mình nha. Dạ, ok anh. Nhưng mà không biết tình cảm và sự thần tượng của mình dành cho Liz Kim Cương ra sao nè. Em thì có biết Liz Kim Cương qua những cái bài hit. Em hay kiểu như là đi tắm á, là mỗi lần em sẽ mở những cái bài của Liz Kim Cương hay. Ủa, là bắt chân gì tắm mới nghe. Không, vì thường thường là cái kiểu là cái sở thích của em là mỗi lần đi tắm là sẽ mở nhạc. Cảm thấy thoải mái đúng không? Cảm thấy thoải mái. Tức là em đem lại cho bạn sự thoải mái nha. Đúng đúng, mát mẻ rồi. Rồi còn em. Em thì biết chị Kim Cương từ năm 2014 rồi. Và biết một số bài hát của chị. Rất là vui hôm nay đến đây gặp chị. Yeah, hay quá, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Hy vọng là hai bạn Tam và Tài ha, cố gắng nắm bắt và lắng nghe kỹ lời nói của Liz Kim Cương và sự chia sẻ về cái gu ăn uống của cổ, để lát nữa mình nêm nếm chế biến thức ăn theo đúng với sở thích của cô ấy là được. Ok. Tạo điều kiện cho hai bạn, chúng tôi tặng cho hai bạn 5 cái từ khóa bí ẩn tượng trưng bởi 5 con số. Cứ luân phiên như vậy, mỗi con số sẽ là một cái thử thách khác nhau. Bạn nào giành chiến thắng thì được quyền lật ô số và bên cạnh đó là có được số điểm đầu tiên nghe. Ok. Rồi, xin mời ô số 1. Không biết là thử thách là gì ạ? À? À, câu hỏi thì hỏi. Đây, cầm bảng lên em, cầm bảng lên em. Cây gì lá có cuốn dài, xòe tròn như thể mặt trời màu xanh? 5, 4, 3, 2, 1. Hết gì? 3, 2, 1, xin mời. Tài nói là cây leo. Còn Tam nói là cây dù. À ha, hợp lý. Nghe ha. Nghe nó cũng hợp lý đấy chứ nhỉ anh nhỉ? Nhưng mà cây dù đâu có lá. Ở cái cây này ở ngoài Bắc cũng khá nhiều á. Ở Phú Thọ quê anh nhiều lắm. Cây cọ.
cái lá tròn xòe tròn cái này như ánh mặt trời á. Ồ tiếc quá không đáng được. Và ô số 1 sẽ liên quan đến cái gu ăn uống của Liz Kim Cương. Xin mời. Không có lần sau. Sao giống cái bài gì khác biệt gì của em quá vậy? Một bên như viên kim cương, còn bên như cục than đen vậy đó. Lớn thì nó chỉ là sự khác biệt thôi, còn không có lần sau thì là một lần nó không trở lại nữa. Là liên quan tới ăn uống. Thật ra đấy nó là món phở. Ok vậy? Yeah. Ngày trước thì em không có hề ghét phở, nhưng mà hồi tầm em khoảng cấp 1, cấp 2 ấy, thì em hay bị say xe. Có một lần em phải đi xe từ quê lên thành phố. Thì là em bị say xe quá. Chưa dính tới phở lắm. Sắp nôn đến nơi, nhưng mà mình vẫn cố gắng gượng, mình không nôn. Gồng. Đến nơi thì em với cả người thân là dắt nhau đi ăn phở. À. Thì sau khi đi ăn phở xong thì cơn của cái sự say xe nó bắt đầu tới. Và nó trộn với cái sự phở cộng với sự say xe, nó ra cái món phở say xe anh. Xin tố phở. Tức là mình cứ cảm giác là mình đã nín nhịn được rồi. Nhưng mà đến cuối cùng là nó vẫn không thoát được. Trời. Và sau đấy là em đã không muốn ăn phở nữa. Nhưng mà rõ ràng là mỗi khi mà chúng ta cảm thấy buồn nôn hay là say xe, nên ăn những món ăn nào dễ tiêu hóa hơn. Trái cây là một trong những cách đó. Em cảm thấy là tất cả các phương pháp nó chỉ là một cái biện pháp như kiểu là nhất thời. Nó làm cho mình quên đi thôi. Vậy bây giờ còn say xe không? Bây giờ thì thật ra là cũng đỡ rồi. Đỡ ha. Như vậy là với từ khóa đầu tiên thì chúng ta đã biết được cô ấy là không thích phở, nên có thể hai món ăn ngày hôm nay không có liên quan tới phở. Rồi bây giờ chúng ta hãy đến với thử thách thứ hai. Xin mời. Nội dung sẽ là câu hỏi tiếp nè. Rồi. Câu này là nó liên quan đến kiến thức về ẩm thực. Rất là dài. Chú ý lắng nghe. Bánh tét Cần Thơ có màu gì? Hết. 3, 2, 1. Mời các bạn. Màu gì nè? Bạn Tam thì trả lời là màu xanh. Bạn Tài thì trả lời màu vàng. Đáp án chúng tôi là màu tím. Tại vì đây là bánh tét đặc sản ở Cần Thơ cơ. Còn xanh cũng đúng nè, vàng cũng đúng nữa, là tùy ở những vùng miền khác. Bánh tét Cần Thơ độc đáo hơn với những loại bánh tét khác vì được làm từ lá cẩm, nhân có thịt và trứng muối. Vì gạo nếp khi chế biến được ngâm với lá cẩm, cho nên bánh luộc xong sẽ có màu tím. Đây là đặc sản Cần Thơ được nhiều du khách thập phương mua về làm quà. Với câu hỏi thứ hai này vẫn chưa có ai đó được ưu thế, nên bây giờ chúng ta cùng khám phá nội dung bên trong. Món ăn tuổi thơ. Tức là hồi nhỏ là em cảm thấy là hình như là một tuần 7 ngày, một tháng 30 ngày là ngày nào em có ăn trứng. Em có thể ăn trứng lúc nào cũng được. Cho đến tận bây giờ em cũng không ngán cái món đấy. Wow, lát bỏ nhiều trứng vô có khi là thắng đó nghe. Rồi bây giờ chúng ta hãy đến với câu số 3. Với ẩn số 3 sẽ là thử thách ưu tiên. Với thử thách ưu tiên này thì chúng ta không cần phải trả lời câu hỏi nữa. Rất đơn giản, mình chơi một trò chơi nhỏ tại chỗ luôn. Chúng ta có 4 chữ khẩu vị ngôi sao. Ai nói được cái chữ sao cuối cùng kéo dài nhất có thể thì người đó sẽ giành chiến thắng. Tôi sẽ bấm giờ. Mà quan trọng á, không phải nói kiểu bình thường. Mình phải chứng tỏ mình là một người đam mê nghệ thuật. Mà trong khi bữa nay có ca sĩ thì phải nói theo thông. Tông đây là tông theo cái bàn tay của tôi nghe. Khẩu vị ngôi sao. Vậy á. Wow. Bạn nào muốn chơi trước? Quánh tôi tùy coi ai chơi trước. Ok. 1, 2, 3. Vậy là em thắng ha. Em thắng chơi sao, thua chơi trước. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Khẩu vị ngôi sao. Kìa. Chết rồi. Ủa, kìa. Sao. Cái là hơi dài, nhưng mà chỉ là mỗi tội là nó không có cung bậc nốt gì thôi. Cái bài này là một hợp âm một đó. Hát ngang khè luôn. 15 giây. Đó là thành tích của bạn Tài. Tạ mời tới em nha. Để coi em biết dọa tông không hen. 3, 2, 1, bắt đầu. Khẩu vị ngôi sao. Đến cuối thì nó còn có một cái chút cái vùng khiên không khí loãng em. Đúng tầm 18 giây. Wow. Như vậy là nhờ pha vấp ổ gà vừa rồi của bạn Tam mà bạn Tam đã giành được ưu thế được một lần hen. 1-0. Yeah. Rồi bây giờ chúng ta hãy đến với nội dung bên trong ô số tiếp theo. Xin mời. Ướt. Bánh ướt đúng không? Ướt ở đây nó hàm ý là em thích ăn những cái đồ mà nó ướt. Nước.
Vậy là phải là món nó ướt ướt chứ đừng khô quá. Đúng rồi, em không thích ăn cái gì khô. Mỗi lần ăn khô bị sao? Bị dưới họng, bị khát nước. Như kiểu là khó nuốt ấy. Cảm ơn em. Và bây giờ sẽ là nội dung thử thách thứ tư. À, câu hỏi tiếp. Bây giờ hai bạn chuẩn bị sẵn với cái bảng của mình. Vịt quay mắc mật là tên món ăn nổi tiếng có xuất xứ từ tỉnh thành nào? A. Cao Bằng, B. Lạng Sơn, C. Yên Bái. Hết. Đó. Rồi xin mời hai bạn đáp án. À, bạn Tam trả lời là Yên Bái là C, còn bạn Tài thì trả lời là B là Lạng Sơn. Chúc mừng Tài, đúng rồi đó. Lạng Sơn. Wow, hay gì ta? Ủa sao biết? Khi mà em đi ngoài đường là em thấy vịt quay mắc mật. Giống là Lạng Sơn ạ. Nhắc đến vịt quay là phải nghĩ ngay đến tỉnh Lạng Sơn với phiên bản nướng lá mắc mật trữ danh. Ở đây, người ta thường sử dụng vịt thất khê để chế biến món ăn này. Vịt quay Lạng Sơn đặc biệt thơm ngon nhờ các loại gia vị được sử dụng để ướp thịt. Chúng được chuẩn bị và sơ chế vô cùng kỳ công, sau đó nhét tất cả vào bên trong con vịt gồm lá mắc mật, quả mắc mật, mật ong, xì dầu, sả, ớt, tiêu đen, dầu đậu nành, gừng, hạt nêm, chanh hoặc giấm, tỏi, đường mạch nha. Như vậy là bạn Tam vụt mất cơ hội này. À, nội dung bên trong, món ăn yêu thích nhất. Mà bên cạnh đó thêm một cái huy hiệu thân bếp nữa. Em sẽ dùng dòng bất cứ trường hợp nào lúc nấu nướng nhưng mà được một lần thôi. Okay. Ví dụ như là em muốn Lý Kim Cương làm giùm em gì đó. Yeah. Em muốn MC massage cho em. Không, để chị Lý đi. Ok. Đó, em muốn cái gì cũng được hết. Ok. Với món ăn yêu thích nhất, em thích nhất món nào? Cái món mà em gọi là tiêu thụ nhiều nhất trong cuộc đời em ấy, món thịt gà. Ủa sao em thích gà dữ vậy? Em thấy là gà là một trong số những cái loại thịt mà nó dễ ăn nhất. Tức là thịt gà cũng giống như trứng vậy đó, em có thể ăn mỗi ngày được mà em không cảm thấy nó bị ngán. Bởi vì em đã từng ăn ức gà trong cả 4 năm trời mà. Tức là lúc đấy là em cũng là trong cái quá trình mình đang phải giảm cân ấy, cho nên là em buộc em phải ăn. Như vậy là chúng ta chỉ còn có một ô số nữa mà thôi. Và chắc chắn ô số này sẽ là sự vận động rồi. Chờ đợi xem, một bạn là huấn luyện viên cá nhân, một bạn đã từng trải qua những quá trình khắc nghiệt nhất để có một cái thể hình thật là cân đối, sẽ thi đấu với nhau như thế nào đây? Xin mời quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Hai bạn tập tạ để làm gì? Để đập cầm đũa. Cầm á, mà cái quan trọng là có cái mặt vàng nè. Cầm đây. À, không được, không được vượt qua. Vậy mới khó. Sau đó dùng đũa thần này, mình ăn ốc. Ốc dít. Mình dít cái con ốc để lên đây. Rồi xếp tầng lên. Ai làm đổ trước người đó thua. Vậy thôi. Đơn giản quá anh. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi. Trời khó vậy. Mình phải canh cái tư thế ha. Đó. Tam Tam, em canh cái tư thế nào mà làm khó cho người ta nhất có thể nha. Cái này không phải là mình thi coi ai cao nhất mà là thi coi ai rớt trước. Năm nay 10 giờ mình chơi khó, mình xếp méo méo. Ủa vậy luôn hả? Em nghiệp ngay từ đầu vậy luôn hả? Chà, hơi xéo rồi nha Tài nha. Đây nè, Tam là tôi tin là phải tất cả đứng đá, qua phải đứng được đá người ta mới chết. Tam có ăn chân gà không mà rung tay vậy? Lít ơi, mình đứng mình coi hay Lít? Em đừng múa vũ đạo như Lít, các bạn rung với Lít. Tầng thứ 8 rồi đó. Trời ơi. Như vậy là Tam ơi, thật là thiếu may mắn khi mà Tam lại làm rớt trước rồi. Không sao hết, coi như mình nhường quyền ưu tiên lại cho bạn Tài thôi. Chúc mừng Tài nhé. Dạ, okay. Như vậy là Tài đã giành chiến thắng ở vòng thi đấu này, đồng nghĩa với việc Tài đã giành trọn được quyền ưu thế cho vòng đầu tiên của Khẩu Vị Ngôi Sao. Xin mời quý vị về phòng khách nào. Và bây giờ chúng ta khám phá xem là nội dung bên trong ô số 5 là gì. Xin mời. Thấy là phải ăn. Tiết lộ đi ạ. Cứ mỗi lần nhìn thấy là em phải kiểu đang làm gì mà phải dừng lại. Ăn làm liền, nó là món tàu phớ. Ngộ ha. Ăn phở không được mà ăn tàu phớ được. Tofu thì nó là kiểu ăn với nước đường ngọt ngọt thanh thanh, còn phở là mặn rồi anh. Rồi nhưng mà cũng làm từ đậu nành nè ha, mát nè, rồi có gừng nữa. Đúng cũng rồi. Tác dụng là cũng giải cảm tốt lắm mà nghe. Đậu hũ thì nó cũng tốt cho phụ nữ nữa ạ. Trước giờ là em rất là hay thích ăn tàu phớ mà người ta đi ở trên đường ấy. Đấy. Em cảm thấy nó có một cái hương vị nó rất là riêng. Dân dã. Và mình đúng rồi, mình ăn mình cảm thấy lúc nào mình cũng ăn như lần đầu tiên, ăn thấy rất là ngon. Một lần ăn nhiều nhất là em một nồi không? Đã không, thì đến mức đấy thì chắc là mình ăn một hai cốc thôi. Cảm ơn những sự chia sẻ về ẩm thực của bạn Liz Kim Cương. Và hy vọng hai bạn trai ngày hôm nay là Tài và Tam đã nắm bắt được khẩu vị của cô ấy. Bây giờ sẽ là quyền ưu tiên dành cho Tài nghe. Em đã có được một số điểm cũng khá khá. Nên bây giờ một trong hai món ăn này, xin mời Liz Kim Cương. Bạn sẽ lựa chọn món ăn nào đây? Một bên là bún chả Hà Nội, một bên là cơm cuộn. Em chọn món nào?
Thêm chắc bạn người gốc Bắc nên dạ, là sẽ làm món mà thêm về miền Bắc nhiều hơn. Dạ. Bún chả Hà Nội. Bún chả Hà Nội ha. Dạ, okay. Tự tin hơn luôn ha. Dạ. Như vậy cơm cuộn sẽ thuộc về Tam nghe. Mời Liên. Dạ. Đó. Cơm cuộn thì anh nghĩ là nó cũng khá quen thuộc, nhưng quan trọng là cái sự khéo tay của mình và nêm nếm nữa. Rồi, ưu tiên thứ hai, Tài ơi, em chọn gian bếp nào? Em sẽ dọn cho bên trái này gần lít nhất. Dạ, tại sao? Tại sao cái gì cũng phải gần lít nhất? Thôi anh ở nhà không gặp thì lên đây sẽ được gặp nên là gần hơn. Ok, giờ bên trái ha. Dạ. Bên phải sẽ thuộc về vị trí của Tam, tự tin không Tam? Đã sẵn sàng. Sẵn sàng ha. Và bây giờ xin mời Lý Kim Cương chúng ta vào bếp thôi. Trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Đây là gian bếp của chúng tôi. Một bên là của bạn Tam, một bên sẽ là của bạn Tài. Hai bên với sự lựa chọn của Tài ha. Em chuẩn bị với địa hình của mình. Em biết con này con gì không Cương? Dạ, con thú nhún nè. Đúng rồi. Em chồng hai con lên, sau đó em ngồi lên đó. Em di chuyển bằng thú nhún. Từ giờ em chế biến đồ ăn em không được đi đứng bình thường, mà em phải cưỡi lên hàng thú nhún này. Như thế nãy à? Đúng rồi, em chồng lên. Đúng rồi, di chuyển đi. Di chuyển cho con. Đúng rồi. Đó, lấy đồ gì đó là phải vậy đấy. Dạ bên đây, em cao quá. Dạ. Mà nhờ cái cà kheo này, cà kheo lon dưới. Ai thiết kế cho cậu bé cái đôi dép mà nhìn trông đáng thương. Anh nghĩ nó hợp với em hơn. Dạ thôi. Em di chuyển sao cẩn thận nha. Một bên là bún chả Hà Nội. Dạ. Một bên là cơm cuộn. Thông báo cho em biết là đang thiếu đó. Dạ. Bên bún chả Hà Nội đang thiếu thịt bằm nha. Bún chả mà không có thịt bằm làm sao hay mà là, có chả. Hay là mình bỏ thịt bằm đi cũng được anh. Nghĩ sao vậy, phải đúng bài đúng bản chứ. Cơm cuộn không có cơm thì làm sao mà cuộn. Nhiệm vụ của Lý Kim Cương là phải trải qua hai thử thách thì mới có thể đem về hai món nguyên liệu chính dành cho hai bạn nghe. Sao tự nhiên em lại phải thi vậy? Thì mình phải đốt cháy calo thì mình mới ăn no. Thể thao thôi, không có gì hết á. Đi qua đây. Đây, thử thách trò chơi đầu tiên rất đơn giản. Em thấy được ba cái lớp. Mỗi cái lớp xe đều có những cái trái bong bóng. Em làm bể bóng là được. Cái bể bóng đó là được hả anh? Bể bóng là được hả? Vậy nhưng mà không phải là bể bình thường. Hồi nãy chê cái đôi dép cà kheo kia. Đây, anh tặng cho em đôi dép siêu to khổng lồ này. Lại đây, chơi chung. Rồi, xin mời em. Anh hỏi, anh sử dụng thương hiệu thành bếp, em muốn bỏ hai con này là. Ok, vậy em bỏ đi. Dạ. Rồi, mời em, đạp đi em. Chỉ cái thứ này đạp á. Trời ơi, sao lại. Trời ơi, em có sợ cái tiếng này không vậy? Em sợ lắm. Anh sợ lắm luôn á. Đây là cái lúc vượt qua nỗi sợ. Càng sợ nữa mình càng phải đấu diện vậy đó. Đúng rồi. Cần gì phải sợ, bóng bóng cơ mà. Trời ơi. Thì Ráng lên. Mình kiếp này hành hạ nó quá em ơi. Ôi trời ơi. Trời ơi. Cố lên. Hay quá em ơi. Trời ơi. Tất cả. Thì nó còn nặng hơn cái chân vịt nữa. Cái gì trời. Ráng. Giờ ráng thôi. Em ngồi đó cũng được. Đó. Chân vịt chị. Giỡn mặt như chị ạ. Té. Ráng lên. Bao nhiêu tức giận. Đúng rồi. Hay quá. Rồi. Xuất sắc. Trời ơi, như kiểu là em vừa mới có một bài tập chân rồi. Khởi động cho nó khỏe mà. Như vậy thì cái thử thách đầu tiên đã vượt qua rồi. Em muốn tặng cái thịt bằm cho bạn Tài hay là cơm cho bạn Tam? Cơm. Rồi, đem cơm gì cho bạn Tam nào? Rồi, cảm ơn Liz Kim Cương. Rồi, cảm ơn. Hay quá, vậy là có cơm cuộn chắc rồi. Mừng quá. Rồi, bây giờ để có bún chả Hà Nội thì phải có cục chả. Trời ơi, chả lẽ bún Hà Nội thiếu cục chả, không có được. Rồi, chuẩn bị làm chả nè. Rất đơn giản. Thấy cái gì không cưng? Thảm thần. Mà thần kinh. Nó liên quan tới mấy cái dây thần kinh ở dưới lòng bàn chân mình nè. Lại chân nữa hả? Lại chân đây. Đó, bây giờ em đạp lên cái thảm này. Bên cạnh đó em phải làm vũ đạo. Em ca hát bài khác biệt to lớn. Trong điều kiện là trong miệng ngậm nùi chanh. Nào thế, mới quá trình nhé. Ôi rồi. Thế nào, khởi động. Đó, làm gì cũng vậy. Cái gì cũng khởi động nè. Tăng 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 tă
Ôi cưng thế, ôi ôi, mãn nguyện kìa. Ừ, hạnh phúc nha. Giữ mãi nha. Ok. Trời, vô. Quên bà luôn rồi. Cậu ngắm miếng chanh vô rất rất thấy nhớ luôn hả? Rằng gương mơ người bước qua ngày còn nhà em nữa. Anh đã từng thấy ra với một ngàn xưa. Chừng ra em nó không ra không cần hết nữa. Rồi anh nhìn nhau đã quá xưa. Ủa nay giờ em hát hả? Đúng rồi. Em anh tưởng đâu em đưa máng số đang hứng mưa. Như vậy là phần thịt bằm đã thuộc về bạn Tài rồi, xin chúc mừng. Ok, cảm ơn Lý. Đi cưng, để cho hai trai đẹp nấu nướng đi, ra ngoài xúc miệng đi em. Hai siêu phẩm ngày hôm nay mang nét đẹp rất là dân dã nhưng chắc chắn sẽ hợp khẩu vị của bạn Liz Kim Cương. Một bên là cơm cuộn, một bên là bún chả Hà Nội. Kim Cương, em muốn ăn món nào trước? Chắc là em sẽ ăn bún chả trước đi. Với món này của Tài nè, thì Đình Tài muốn chúc cho Kim Cương điều gì nè? Ăn xong nhớ đến nào được rồi. Trời ơi, ăn xong nhớ đến Tài là được rồi. Hồi thính đó, dính đi. Để ăn đi thử em. Coi có dính được dạ. Không? Rồi. Cái này mới là bạn phần bạn hãy làm nè. Trong khi cái cục chả là bao nhiêu mồ hôi của em đã đổ ra nơi xa trường để có thể đem về cho Tài nấu đó. Ăn đi em. À đúng rồi, mồ hôi em nhảy nãy giờ. Đúng mà. Rồi, chả cục chả nữa. Cho nó trọn bộ em ơi. Càng một chút nước á. Ừ, nó quan trọng cái phần nước. Nước này nó có đủ đậm đà, mặn mà hay ngọt ngào giống như em muốn không? Tại vì bún chả Hà Nội là món ăn rất là quen thuộc. Nhưng mỗi quán, mỗi đầu bếp sẽ có một cái cách chế biến riêng thì làm cái gì cũng đẹp hết trơn, ăn cũng đẹp. Rất là vừa. Vừa miệng. Ồ. Có ngọt ngọt. Ngọt ngọt đấy. Nói chung là nó khá là giống thơm. Với cả hương vị của miền Bắc. À, thơm không, thơm không? Thơm mùi nước mắm này. Đúng rồi, phải cho nước mắm vào đúng nó rồi. Mới dậy mùi được. Nói chung là em cảm thấy là nó rất là ok đấy. Ok, chuẩn không, chuẩn không? Chuẩn luôn. Này, Tài giỏi quá. Món này món lần đầu em làm luôn. Uh-huh. Thôi, có gì không ngon thì Liz bảo qua. Khen đấy rồi, không ngon gì nữa. Ôi, khen rồi. Rồi, bây giờ xin mời Liz uống một miếng nước. Trả khẩu vị lại số 0 nha. Để đảm bảo sự công bằng cho món cơm cuộn của bạn Tam. Trời ơi, Đình Tam làm khéo quá. Mà anh đang thắc mắc là cái phần nước sốt này là phần gì vậy em? Sốt mayonnaise. À, mayonnaise với lại chút nhâm. Em cứ từng tàu phớ chứ. Xém nữa là em húp cái đó trước rồi đó. Rồi, xin mời người đẹp. Cơm cuộn theo phong cách nào vậy? Nhật Bản, Hàn Quốc hay Việt Nam ạ? Dạ, em nghĩ là chắc là Việt Nam. Việt Nam. Nên cái cuốn nó hơi to. Cũng đầy đủ. Rau củ đầy đủ. Ngũ sắc nha. Đẹp mát. Đẹp. À bây giờ chỉ là có ngon hay không nữa thôi. Bạn này chấm với tàu phớ đúng không anh? Giờ 1 ha, em chấm với nước sốt mayonnaise, 2 lại mang không, tùy em. Thôi mình chấm tàu phớ đi nè. Chấm một chút tàu phớ. Đấy. Món này thì nhanh gọn lẹ ha, đầy đủ chất dinh dưỡng. Mà tiết kiệm được thời gian nữa. Cắn miếng cơm vô hen. Mình thấy là cái độ dày của miếng cơm nó vừa miệng mình chưa nè. Mấy cái nhân thì nó chín. Nói chung là chín vừa đủ tới hết á. Nhưng có cái gì? Có mỗi một tội là có cái cơm thì nó hơi khô một chút. À. Nên là nó hơi khó nuốt một chút. Vậy là không phải lỗi của bạn Tam. Cái cơm nó để bên bàn bên kia. À nó để lâu quá. Nó rạ vô, nó rọi vô, em hiểu không? Đâm ra là cái hơi nước nó bốc lên. Thế là làm cơm nó bị khô. Lại hồi nãy em vừa thử thách hơi lâu, nó bị nguội. Thế là tại em à? Tại em luôn. Đấy, không thể trách bạn Tam được. Thì đây là món ăn tuy nó đơn giản nhưng mà em dành hết sự tâm huyết và sự tỉ mỉ dành cho chị. Và hy vọng chị thích cái món ăn này. Dạ. Bà đã được thưởng thức hai món ăn rồi. Quyết định đi, món nào giành chiến thắng ngày hôm nay? Cơm cuộn hay là bún chả Hà Nội?
món bún chả này cũng rất là vừa miệng em nữa. Nên là chắc là chiến thắng hôm nay sẽ dành cho bạn. Bạn Đình Tài, xin chúc mừng Đình Tài với món bún chả Hà Nội. Như vậy là yếu tố tìm ra người thắng cuộc đó chính là cái cảm xúc, mà bên cạnh đó là món cơm cuộn cũng rất thành công. Không sao hết, ai cũng có quà mà. Xin mời. Trên tay của Hà Robert đó chính là phần thưởng trị giá 5 triệu đồng dành cho món bún chả Hà Nội ngày hôm nay. Chúc mừng người chiến thắng Đinh Tai. Nào, xin mời Liz. Chúc mừng bà. À, thích nha, được nấu ăn ngon và còn được phần quà đem về nữa. Bên cạnh đó, người về nhì ngày hôm nay đó chính là Đình Tam, cũng rất là xuất sắc. Một món quà tinh thần, một cái ôm, một cái bắt tay nào đó của Liz. Ôm bắt tay luôn, ôm nè. Dạ, đó, trời ơi, thích quá. Cảm giác như nào Tam he? Được đến đây tự tay nấu ăn cho chị Kim Cương và được chị thưởng thức. Tuy không được giành được giải thưởng nhưng em rất là vui. Cảm ơn bạn. Còn chắc là kinh nghiệm về chế độ dinh dưỡng á, đâm ra là bạn có cái bí quyết về liều lượng trong cách chế biến thức ăn. Chúc mừng Đình Tài nha. Đầu tiên thì em xin cảm ơn chương trình được gặp anh Hoàng cũng như là Liz và được chỗ tài nấu nướng của mình. Không nghĩ là mình sẽ được đoạt giải đâu, vì mình đến chơi vì tinh thần là chính. Rất là may mắn nữa. Và mong là không chỉ là dừng lại bởi những món quà tinh thần này mà sẽ là rất nhiều tình cảm của vị khán giả khắp mọi nơi luôn dành và ủng hộ cho Liz Kim Cương. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn chương trình rất là nhiều ạ. Và kính thưa quý vị, hãy tiếp tục đồng hành cùng với Khẩu Vị Ngôi Sao vào khung giờ rất quen thuộc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.